Minh Vy rất vui được gặp lại quý vị trong phần 2 của bản tin FPNC 24/7 kỳ này. Xin mời quý vị cùng cập nhật những diễn biến nổi bật trên thế giới trong tuần qua. Thưa quý vị, trên cơ sở của Quỹ ban tuần duyên chung JCGC mà Trung Quốc và Philippines đã tuyên bố thành lập vào tháng 10 năm ngoái, mới đây đại diện lực lượng tuần duyên hai nước đã tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác về vấn đề an ninh trên biển. Cuộc họp thứ hai của Ủy ban tuần duyên chung JCGC giữa Trung Quốc và Philippines vừa diễn ra vào hôm 22 tháng 2 tại Vịnh Subic, Philippines. Hai bên đi đến thỏa thuận sẽ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chống buôn lậu thuốc phiện và các loại tội phạm xuyên biên giới khác, lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trên biển, ứng phó khẩn cấp và bảo vệ môi trường, v.v. Trong năm 2017, dự kiến Trung Quốc và Philippines cũng sẽ tổ chức nhiều cuộc viếng thăm và diễn tập chung trên biển. Trước đó, Ủy ban tuần duyên chung Trung Quốc-Philippines, gọi tắt là JCGC, được ký thành lập vào ngày 20 tháng 10 năm ngoái nhân cuộc gặp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Tuần qua, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ những người quản lý của một trại mồ côi nghi ngờ có hành vi buôn bán trẻ em. Có ít nhất 17 đứa trẻ đã bị bán cho người nước ngoài. Vụ việc tiếp thêm cho scandal buôn người đang hoành hành quốc gia lớn nhất vùng Nam Á này. Cơ quan điều tra bang Tây Bengal cho biết tại trại mồ côi Binmala Sisugira đã có ít nhất 17 đứa trẻ tuổi từ 6 tháng tuổi cho đến 14 tuổi bị bán cho những người nước ngoài từ châu Âu, châu Mỹ và châu Á với mức giá dao động từ 12.000 đến 23.000 đô la Mỹ. Vào hôm cảnh sát ập đến bắt giữ những người quản lý của trại trẻ, cư dân xung quanh đã tổ chức biểu tình thể hiện sự tức giận đối với hành vi buôn trẻ em của trại này. Đồng thời, người dân cũng cáo buộc giới chức địa phương đã tiếp tay cho hành động này. Phía cảnh sát cho hay quá trình điều tra kéo dài từ tháng 6 năm ngoái, cảnh sát vẫn đang mở rộng điều tra, liên lạc với những người nghi ngờ trả tiền cho trại trẻ để mua trẻ em và dự kiến sẽ còn thêm nhiều vụ bắt giữ. Trước đó có những thông tin tố cáo hai người phụ nữ quản lý đã lấy danh nghĩa trại trẻ và nhân đạo để thuyết phục những gia đình nghèo hoặc những người mang thai mà không có chồng để họ bán con cho trại trẻ, và sau đó những người này sẽ bán tiếp những đứa trẻ cho người nước ngoài. Số liệu ước tính của chính phủ cho thấy hiện Ấn Độ có khoảng 30 triệu trẻ mồ côi, nhưng mỗi năm chỉ có hơn 3.000 trẻ được nhận nuôi chính thức. 4 tháng trước, chính quyền bang Tây Bengal cũng đã bắt giữ 18 người với tội danh buôn trẻ sơ sinh. Cũng trong tuần qua, cảnh sát Pakistan đã thu giữ một lượng lớn ma túy có khối lượng 11 kg, trị giá hơn 1 triệu đô la từ một hành khách đi xe bus địa phương. Hiện cơ quan điều tra đang truy bắt kẻ tình nghi thứ tư trong vụ buôn lậu này. Phía cảnh sát Pakistan cho biết khách hàng này có tên là Naim. Khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đã phát hiện ra 11 túi nhựa chứa ma túy. Mỗi túi chứa 1 kg ma túy, trị giá của 11 kg này tương ứng 11 triệu rupee, khoảng 1,05 triệu đô la Mỹ. Theo cơ quan chức năng, đội chống buôn lậu đã bắt được một nhóm buôn lậu tại chốt kiểm soát ở ngoại ô Karachi. Người đàn ông vận chuyển số lượng ma túy trên di chuyển từ khu vực phía tây nam thành phố Quetta đến thành phố cảng Karachi. Cơ quan chức năng cho biết họ đã bắt giữ tài xế, tên buôn lậu và phụ xe trên chuyến xe buýt đó, đồng thời đang tiến hành truy nã kẻ tình nghi thứ tư. Pakistan là cầu nối chính cho những tên buôn lậu từ nước láng giềng ở phía bắc là Afghanistan. Đây cũng là nước sản xuất lượng ma túy lớn thứ hai trên thế giới. Số lượng ma túy sản xuất tại nước này đã tăng vọt kể từ khi Taliban bị lật đổ vào năm 2001 và nó cũng trở thành một nỗi lo lớn cho chính phủ Pakistan. Thưa quý vị, cơ quan quản lý giao thông Dubai vừa tổ chức bay thử nghiệm chiếc taxi trực thăng tự lái vào đầu tuần. Cùng với đó là tuyên bố sẽ chính thức đưa phương tiện này vào vận hành trong toàn vương quốc vào tháng 7 năm nay. Kế tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đặt mục tiêu đến năm 2030, 1/4 phương tiện giao thông tại đây là xe tự lái. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, Dubai đã tiến hành bay thử nghiệm nguyên mẫu của taxi trực thăng tự lái do Trung Quốc sản xuất. Chiếc Ehang 184 có thể bay theo quỹ đạo đã được lập trình, vận tốc 100 km/h ở độ cao 300m. Hành khách chỉ cần chọn điểm đến và bay. Chiếc taxi trực thăng này có thể bay tối đa 30 phút và sạc điện trong 2 giờ. Cơ quan quản lý giao thông Dubai cho biết đang nỗ lực để có thể chính thức vận hành phương tiện này vào tháng 7 năm nay. Xin được chuyển sang diễn biến của các thị trường chứng khoán. Chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều trong tuần vừa qua. Nhà đầu tư vẫn đang khá thận trọng do thị trường đang thiếu thông tin tích cực hỗ trợ. Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng tốc trong phiên giao dịch đầu tuần. Nhà đầu tư đang khá lạc quan với kế hoạch cải cách thuế mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trái với xu thế tăng chung của thị trường, nhóm ngành xuất khẩu tại thị trường Nhật là diễn biến tiêu cực khi đồng yên có chiều hướng tăng lên. Trong đó, cổ phiếu của Toyota, Sony và Honda đều giảm mạnh. Các chỉ số chứng khoán dao động trái chiều trong ngày thứ ba, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng khá tốt sau thông tin khởi sắc về hoạt động xuất khẩu, đã giúp nâng thặng dư thương mại nước này đạt hơn 2 tỷ đô la chỉ trong vòng 20 ngày đầu tiên của tháng 2. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu ngân hàng lại có phiên giảm mạnh trước thông tin về việc tổ chức tín dụng SSBC công bố lợi nhuận năm 2016 đã trượt dốc đến 62%. Sắc xanh đã trở lại với thị trường trong phiên ngày thứ tư, trong đó chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng khá tốt nhờ vào sự suy yếu của đồng yên Nhật. Ngoài ra, tại Úc thì ngân hàng trung ương nước này cho biết việc cắt giảm thêm lãi suất trong thời gian tới có thể sẽ không còn mang lại lợi ích cho nền kinh tế.
Về cuối tuần thì thị trường diễn biến khá giằng co trước sự thận trọng gia tăng của nhà đầu tư. Chứng khoán châu Âu có tuần diễn biến khá giằng co, những bất ổn chính trị đang xảy ra tại nhiều quốc gia chủ chốt trong khu vực ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư. Chứng khoán châu Âu biến động khá hẹp vào phiên đầu tuần, nhiều chuyên gia nhận định xu hướng của thị trường hiện tại vẫn chưa rõ ràng và điều này khiến cho nhà đầu tư trở nên dè chừng trong hoạt động giao dịch. Bên cạnh đó, những bất ổn chính trị leo thang tại Pháp và Hy Lạp cũng đang làm cho thị trường thiếu tích cực. Ngoài ra, thì chính phủ Anh cũng đã công bố kế hoạch hỗ trợ vốn cho ngân hàng RBS để tăng cường tính cạnh tranh trong hệ thống các tổ chức tín dụng. Các chỉ số chứng khoán đồng loạt tăng điểm trong phiên ngày thứ ba nhờ sự hỗ trợ của giá dầu cùng dữ liệu tích cực về hoạt động của các doanh nghiệp. Theo đó, thì chỉ số quản lý thu mua PMI Eurozone trong tháng 2 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2011. Mặc dù vậy, thì thông tin giảm mạnh về lợi nhuận của ngân hàng HSBC lại gây tác động tiêu cực nhất định đến thị trường, đặc biệt là nhóm cổ phiếu tài chính. Càng về cuối tuần thì các chỉ số rung lắc mạnh hơn khi thị trường vẫn đang đón nhận kết quả kinh doanh quý tư của nhiều doanh nghiệp niêm yết. Vâng, thưa quý vị, sau phiên lập đỉnh cao mới, chứng khoán Phú Quốc đang tiếp tục xu thế rung lắc trong tuần. Tuy vậy, những cải cách thuế mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn nhận được sự kỳ vọng lớn từ thị trường. Sau phiên đóng cửa nghỉ lễ vào đầu tuần, thì chứng khoán Phú Quốc giao dịch trở lại khá tích cực trong phiên ngày thứ ba. Nhà đầu tư đang rất kỳ vọng vào chính sách cải cách thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bên cạnh đó, thị trường còn đón nhận thông tin khởi sắc về kết quả kinh doanh quý tư của các nhà bán lẻ hàng đầu thế giới là Macy's và Home Depot. Nhiều chuyên gia nhận định niềm tin của các doanh nghiệp trong khối tư nhân đã trở nên lạc quan hơn trong tháng 2 vừa qua. Kể từ thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ đến nay, chỉ số của các cổ phiếu vốn hóa lớn đã tăng hơn 10% và những chỉ số chính như là Dow Jones, Nasdaq đều đã lập được đỉnh cao mới. Về những phiên cuối tuần, thị trường có xu hướng giằng co với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, biên bản cuộc họp mới công bố của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho thấy cơ quan này sẽ sớm thực hiện quá trình nâng lãi suất trong thời gian tới. Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin kinh tế ngay trong phần tiếp theo qua những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh tính chuyện dùng app quản lý thuế tại các quán ăn. Tiêu điểm trong tuần bàn về áp lực chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.